Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Hệ Bệ Thống. Trong một tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tầm 165 truyện xuyên không ngược về thời minh. Hoa Thôi quan nằm trên ván gỗ, cười khan nói Huyền thái già, bản quan cũng là vì dân chúng địa phương, triều đình luật pháp thôi. Có điều làm liên lụy đến đại nhân ngài, bản quan trong lòng thực bất an. Nằm trong nhà vắt đốc suy nghĩ thật rất lâu, đã nghĩ ra được biện pháp có lẽ có thể giúp đại nhân ngài biến nguy thành an rồi. Đại nhân có đồng ý nghe ta nói không? Kiều Tri huyện vừa nghe lập tức tinh thần chấn động, giống như quả bóng từ trong ghế nhảy lên, vui vẻ ra mặt mà nói, được được được. Đó là đương nhiên, không biết hoa đại nhân, à, mau, mau mang hoa đại nhân đến thư phòng của bồn huyện, dâng trà, mau dâng trà. Phan Chi Châu ngây ra như võng ngồi ở trên ghế, đã gần được canh giờ, không có nói chuyện. Quan viên lớn nhỏ trong huyện Bá Châu tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều không nói một lời. Kiều Chi Huyền rõ ràng đây giống như là không có việc gì nhìn xung quanh, nhìn xung quanh cũng nhìn liền trong lòng tức giận. Kỳ thật Kiều Chi Huyền lại muốn làm ra một bộ mặt bi phẫn yêu thương để tranh thủ chúng quan viên thông cảm. Chỉ tiếc thịt béo trên mặt gã thực sự nhiều lắm. Khi gật đầu nói dạ dạ dạ, thịt béo trên má và cầm đồng loạt run run. Nhìn thì rất có thả ý. Nếu như làm ra vẻ mặt bi phẫn, độ khó thật sự quá lớn. Cặp mắt kia chừng đến độ hơi biến dạng rồi, thịt béo trên mặt gã vẫn là rũ cộp lấy, không có chút thay đổi. Giang bần phẫn nộ ngồi trên ghế bên cạnh Phản Chi Châu, trên cổ cuốn khăn thương tích, cánh tay treo lên, một chân nẹp cặp cũng không biết bị thương nặng bao nhiêu, chỉ là dòng y đổ vang dội, thanh âm chấn động mái nhà. Ít lặp lại những lời Phản Chi Châu đã nghe 800 lần, nước bọt bay tứ tung vừa nghe tri châu đại nhân dặn dò mà tướng tập hợp đủ ba nghìn nhân mã vội tiến tân trang trong lòng cấp bách dẫn mấy chục tân binh nhanh như điện chớp gió thôi dẫn đầu xông vào tân trang một đám điều dân ư người nhiều hơn nữa bọn họ dám chống đối quan binh à nhớ ngày đó ở dịch trạm kê minh bản tướng quân dẫn hai ba quân tốt chống chọi được với ba nghìn quân thiết kỵ tiến công đây cũng không phải là nói quá bây giờ uy quốc công gia có thể vì bồn tướng làm chứng Ừ ngực ừ ngực giang Bân nắm ấm trả lên liền tu một hớp lớn quệt quệt mồm nói Ta nói với các người, bản tướng quân đơn nào đi gặp thật đúng là đem bọn họ chấn trụ. Mắt thấy ta nghênh đón trương công công đi ra, liền không một ai dám tiến lên. Nhưng ai biết tên nào không có độ óc bỗng nhiên ném cục gạch làm lệch mũ giáp của bản tướng quân. Cuộc chiến này người đánh chính là một khí thế, có khí thế chó cũng đổi thành hộ. Không khí thế, thiên quân vạn mã liền tùy ý chém giết. Chớ coi thường viên gạch này, đám bảo dân lập tức dầm dị đứng lên, bảo vệ trương công công quan trọng hơn đúng không? Ta không thể nhận biết giống bọn họ được, nặng nhẹ cấp bách còn phân không rõ sao? thấy tình thế không ổn bồn tướng liền dẫn theo trương công công phi ngựa chạy trốn tiến sư bà ngoại nhà nó chứ ta chỗ nào biết dân chúng bá châu mỗi người một ngựa ngựa của ta vừa mới lặn lội đường đến lại một mình chờ hai người có thể trốn thoát bọn họ sao ơi bản tướng quân thật thê thảm các người nhìn xem đầu ta này tay ta này chân ta đây đau chết ta mất phan chí châu cười gượng hai tiếng nói phong thái dân chúng bá châu luôn luôn dũng mãnh hơn nữa đám dân chúng phần lớn tinh thông thuật cưỡi ngựa võ công rằng lại nhân sốt ruột cứu người thân lâm trốn địch rằng là nhân chịu khổ, người đâu, mau đỡ rằng là nhân hồi phục dưỡng thương nghỉ ngơi. Ai, ta còn chưa nói xong, những đứa dân này cũng không biết Trương Công Công có thâm kiểu đại hận gì, Đối với bọn ta không đầu, không biết, liền kéo lấy Trương Công Công mấy tên thuế lại để đập, bọn họ vốn là không dám động đến ta. Bà tướng quân liều mình bảo vệ Trương Công Công trong giận bọn họ mới bị đánh thành ra bộ dạng này. Lúc ta ngất đi, nhìn thấy quản gia của Trương Công Công, cái tên hàn bính đó bị một cuốc bổ đôi đầu, máu tươi óc não đổ sắc màu, đáng tiếc bồn tướng thân mình còn lo không xong. Ôi, dòng bơi nước cạn bị tôm đùa dỡ nè. Hồ xuống đồng bằng bị chó khinh nha. Giang Mân lại nhài nói không ngừng, bị hai tên nhà xài cưỡng ép đỡ ra ngoài, ra cửa mà hắn còn cố gân cổ hô, chuyện này vẫn chưa xong. Chi Châu Đại Nhân, đợi bồn tướng dưỡng thương xong, tấn nhất định sẽ đòi lại trần này. Ai không có ngày thất thế, đợi khi lấy lại khí thế, sẽ có ngày rồng gặp nước, ta muốn nước trường giang chảy ngược, ta muốn máu nhuộm nửa bầu trời, ai ta không nói xong đâu phan chí châu chán ghét nhíu mày quát đóng cửa lớn lại ầm um, cửa phòng đóng khép phan chí châu nhìn các phủ trấn quan viên bá châu yên vị trái phải suy sụp ngồi xuống nói À, chưa vị tình hình cơ bản là như vậy trong lúc hỗn loạn ai ai cũng động thủ cũng trà không rõ nhóm dân bạo loạn đánh người chứ công công tứ chi tàn nát hoàn toàn không nhận diện được sau đó lập tức giải tán muốn tìm hung thủ cũng tìm không được các người xem nên phải làm thế nào mới được Bá Châu đồng chi Quế Đan lại nói, phản đại nhân. Dân chúng Bá Châu biến loạn, đánh chết thái giám chấn tổ. Chuyện này không thể che giấu được, nhất định phải bầm báo triều đình. Huống chi Uy Quốc Công đang ở Bá Châu, việc này sớm đã nghe qua rồi. Khi hắn hồi kinh lật chỉ, tất nhiên sẽ nhắc việc này với Hoàng thượng. Chứ câu công người đã chết rồi, đại nhân ngài phải nghĩ ra biện pháp hay. Nếu không đám nhiễu loạn này, ai cũng đảm đưa không đổi. Chúng quan viên rất đồng tình, liên tục gần đầu đồng ý. Thông phán Tề Long Vũ nói, theo hạ quan điều tra, nguyên nhân sự tình gây ra trước công công trưởng trị thôi quan hoa ngọc cố an tham lam trái pháp luật. Cố an huyện chưa sinh mục kính tụ tập chúng sinh đi gây rối. Lúc này mới thu hút rất nhiều điều dân. Đến nỗi tình tiết không thể vãn hồi, hạ quan cho rằng ứng với đám người mục kính hỏi tội dưới có thể chấn dân chúng. Trên cũng có một lời giải thích với triều đình. Cố an huyện lệnh kiều ngữ tụ trên miệng nói: Ê, khó hả à, khó hà. Chi châu đại nhân trước vì đồng liêu. Tôi quan hoa ngọc kia lại vẫn chưa chết, hiện giờ đang ở nhà dưỡng thương nghe nói trương công công ở cố an siêu cao thuế nặng chen trúc ép dân chúng chuyển y sớm cấp tuần sát ngự sử lên điều trần sau khi việc này phát sinh y lại vượt cấp cho ngự sử đài trình báo điều trần nếu triều đình thật muốn nghiêm khắc truy tra xuống dưới thì cố an huyện chưa muôn sinh vì sao gây dối thì chân tướng sẽ rõ ràng ngay đến lúc đó chỉ sợ ta và ngươi đều phải chịu liên lụy chúng quan viên vừa nghe lập tức trên mặt biến sắc những quan này thì chả có ai có cái mông sạch sẽ cả bẩm báo triều đình nói các tú tài cố an gây rối, lý do này nói thông được sao Cả tú tài vì sao tập trung gây rối dám dưới sự bảo vệ của quan binh tập kích thái giám chấn thủ đánh chết y và toàn bộ tùy tùng vốn quan viên trên dưới bá châu nếu là số đông cùng nói một lời việc này có thể lừa dối được nhưng mà thôi quan hoa ngọc cố an còn sống hơn nữa vượt cấp kiện lên cấp trên điều trần đều chưa đưa đến ngự sử đài rồi chuyện này con dốc giếm được sao nếu chẳng may triều đình truy ra mà xuống dưới trong phòng khách lập tức yên tĩnh không khí ức chế kéo dài hồi lâu thôi quan bá châu tôn đình thật cẩn thận nói, ê hơn nữa, hơn nữa một tú tài bị tứ yêu tăng sát hại tính mệnh là uy quốc công gia giải tội trần oan cho y, y là quen biết quốc công gia, có cái mối quan hệ này, chớ nói y một tú tài nho nhỏ đảm đương công đội trách nhiệm dân biến cô an, cho dù có thể thì sợ cũng không dễ dàng đem tội danh này cấm trên đầu y được, y lại quả thực trực tiếp dùng chữ cấm, Dù sao quan trong sảnh này có một tính một đều có tầng tầng kết kết quan hệ lợi hại xử lý như thế nào tốt dân biến bá châu thỏa đáng làm thế nào giải thích rõ ràng chuyện trấn thủ thái giám bị người sống đánh chết thành một bãi bồn lầy với triều đình địa sự tình quan hệ tới lợi ích bản thân mỗi người điểm mấu chốt này cũng không cần cố và che giấu diệp sư gia trầm ngâm nói Chưa bị đại nhân dường như không cần lo lắng như vậy triều đình hiện giờ ai quản lý cung điện lưu công công trương công công là người của lưu công công Y bị loạn dân đánh chết rồi, triều đình phái người truy ra, tám chín phần mười chính là người của Lưu Công Công. Y sẽ tự bộc lộ xấu của mình sao? Lấy Lưu Công Công tìm không thoải mái sao? Hơn nữa mặc dù người tới không phải người Lưu Công Công, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, một quan ở kinh thành, như Y đến nơi này có thể tra ra cái gì chứ? Đừng nói những dân chúng kia chưa chắc đã sẽ tin tưởng triều đình, hướng tới triều đình mà cáo trạng. Cho dù là tố cáo rồi, chúng ta liên hệ tin tức trợ giúp lẫn nhau. Bất kể tra ra cái gì, đều đừng hòng tìm ra chứng cứ rõ ràng. Dù sao chúng ta ở đây kinh doanh nhiều năm, từ trên xuống dưới các điểm mấu chốt, tất cả quan viên gần như đều có thể nói là người đi theo chúng ta uống canh. Ai ở đây không có việc gì, triều đình cái gì cũng cha không ra. Chỉ dựa vào lời khai của mấy tên điêu dân có thể định tội cho ai. Chỉ cần chúng ta nói người đó là bạo dân nhất đảng cũng đủ để trị tội của y rồi. Lời ý nói tự nhiên là không ai dám tin. Phan Chí Châu mặt dài vẻ lo lắng nói, không không không, không đơn giản như vậy đâu, đường đường chiến thủ thái giám bị loạn dân đánh chết. Chuyện này không cách nào dàn xếp ổn thỏa, mà kể người tới có phải là người của Lưu Công Công hay không, dù sao cũng phải giải thích với triều đình chứ. Nó là vì bạo dân chống nộp thuế, đánh chết trấn thủ. Vậy triều đình tất triệu tập đại quân càn quét bá châu. Chư vị, lần càn quét này lại không phải là sơn tặc mà là dân chúng. Hơn nữa, trong đó còn có tú tài bản xứ, chư sinh và các đại lượng phú thân. Nếu bốn phía tiêu diệt, biến bá châu tổn thương nặng đề, ta và các người còn làm qua nơi đây sao được? Nếu kích khởi dân chúng biến loại quy mô lớn, ta và ngươi đều một phương chăn đuôi chế độ triều đình phải thành con người còn thành vong nhân vong dám căn nả bỏ thành mà chạy tất phán trảm sự tử nếu làm cho chiến tranh nổi lên bốn phía chúng ta sợ ngay cả mạng cũng không còn giữ được phản chi châu u ám đưa tầm mắt nhìn qua nói đang ngồi tại đây không có người ngoài chúng ta châu chấu cùng trên một sợi thừng chạy không được ta cũng nhảy nhót không dứt Lá phu liền nói thẳng vậy cho dù chúng ta muốn đem toàn bộ tội đồ lên đầu dân chúng đi còn dân quốc công và hoa thôi quan còn đó cũng không thể lừa dối nếu như nói không phải trách nhiệm của dân chúng vậy là trách nhiệm của ai dù sao cũng phải có người chịu tiếng xấu thay cho người khác hơn nữa người có tư cách chịu tiếng xấu thay cho người khác mới có thể bảo vệ mọi người chúng ta đó xảy ra việc những người làm quan có suy nghĩ đầu tiên không phải là làm thế nào điều tra rõ chân tướng làm thế nào bình ổn sự tình như thế nào trấn an quần chúng mà là vội vã đi ra làm rõ là trách nhiệm của ai có cần bản thân chịu trách nhiệm hay không làm thế nào để chối bỏ trách nhiệm của mình để bản thân không liên quan, không chịu liên lụy. Đây vẫn là đạo lý xưa đến nay. Phản Chi Châu vừa dứt lời, chúng quan liêu lập tức ngơ ngác nhìn nhau. Ánh mắt dần dần tập trung vào người kiều Tri huyện giống như pho tượng Phật. Toàn bộ các quan trước sau trái phải bên hắn đã lánh đi một bước. dường như thân thể y có bệnh dịch vậy. Kiều ngư thủ biết rằng hôm nay tới 89 phần 10 muốn bắt gã đệm lưng, cho nên sớm chuẩn bị một lý do thoái thác, chuẩn bị liêu quả cá chết lưới rách, đem chuyện bê bối của người khác tung ra uy hiếp. Sự việc xảy ra dưới trướng gã quản lý, tiếng sống là gánh chắc rồi, nhưng cũng không thể để toàn bộ cho ta gánh, đó là phải bị chặt đầu đấy. Tuy nhiên trước khi đi, hoa thời quan cho gã cái chủ ý, kiểu ngữ thụ càng nghĩ càng có đạo lý. Giờ phút này đã tính trước kỹ càng, gã thấy tương tự ngày xưa, vái lại các đồng liêu tươi cười đầy mặt, ai ai cũng là vẻ mặt cười gian, ta muốn hãm hại người, thì không khỏi ngừa mặt lên trời cười ha ha, bước dài đến phía trước nghiêm nghị nói. Phản đại nhân, tiếng xấu này ai đứng ra chịu, vẫn còn phải nói nữa sao? Ngay trước mặt có một ứng cử rất thích hợp mà đã nhân ngài làm sao quên rồi. Phan Chí Châu mừng rỡ và bằng tiến lên nắm chặt hai tay Kiều Tri Huyện, lệ nóng lưng chồng mà nói. Ngư thủ huynh thật là hiệp sĩ can đảm, tấm lòng nhiệt huyết, người yên tâm. Chỉ cần ngươi gánh tiếng xấu này, người chính là đại ân nhân của trên dưới tất cả quan viên bá châu chúng ta. Cha mẹ vợ con của ngươi, chúng ta sẽ coi như là cha mẹ vợ con của mình, đối xử tốt với bọn họ, chăm sóc bọn họ. Kiều Tri Huyện rút bàn tay mập mạp trở về một cách mạnh bạo, trợn mắt một cái dùng giọng mũi nói giờ vào cái gì chứ chuyện chức chung là xảy ra dưới chứng ta quản lý nhưng gã chết ở tân trang vậy lại không nằm trong huyện cố an ta rồi lại nói vì sao phát sinh dân biến này tính thế nào cũng không thể đem chuyện này cắm hết lên đầu ta được tiếng xấu này sẽ là để cho người khác gánh chứ công công phải gánh mới đúng chứ triều đình phải tra ta đem tất cả sự việc không may đổ hết lên người trương công công chứ công công bị chết xác đều tán loạn lộn xộn rồi còn có thể lên công đường đối chất hay sao triều đình chẳng phải bất cứ lúc nào cũng đều phải khảo hoạch chiến tích sao vậy tốt đó tịch vụ án này chuyện chứ công công giải quyết xong việc bản thân chúng ta cũng hoàn toàn bộ đầy cho gã sau này ai tới cha ta cũng không sợ hành động này vừa có thể lấy lòng dân chúng bình hồn dân oán trách giành được chiếm được quan thành dân vọng có thể nói một công đôi ba việc các vị đại nhân làm sao lại không nghĩ ra điều này chúng quan viên tinh thần run lên đúng rồi những cái đuôi trước giờ vẫn đi theo trương trung đã thành thói quen đối với gã phục tùng và duy trì làm sao đó quên trương công công rồi gã tạo địa nghiệt còn có những chuyện quan viên tham lam trái pháp luật chính là nhân cơ hội này toàn bộ đổ cho hắn tiếng xấu lớn này nhắm một phần trương công công mà che phan đại nhân hử lạnh một tiếng dội gáo nước lạnh nói đừng vọng tưởng nữa cho dù chúng ta cẩn thận không một chút phân tâm việc này mà điều tra sâu nhất định liên lụy tới lưu công công trong kinh chúng ta tố giác trương công công đem chuyện này đều cắm vào người gã lưu công công biết rồi sẽ nghĩ như thế nào tấu trương của ta và người vừa dâng vào kinh chiếu ngục lý liền cho chúng ta treo lên số một quy vào một tội quay lại bị người nhốt vào nhà tù cầm y vậy ta vẫn thấy không thấy thoải mái bằng treo cổ lúc này. Chúng quan viên vừa nghe lập tức lạnh nửa phần, con dối huyền lệnh kiều ngữ thụ hôm nay lại phúc trí tâm linh, rất có kiến giải nói. Tri Châu Đại Nhân, lưu Công Công chúng ta đương nhiên đắc tội không nổi, nhưng có người đắc tội được đó. Hiện tại bắt Châu ai là quan lớn nhất? Uy Quốc Công à? Thế nào hôm nay ai dám cùng lưu Công Công khiêu chiến? Uy Quốc Công à? Ai chịu gánh lại có tư cách gánh kẹo ăn đại đầu này? Uy Quốc Công ư? Không sai là tấu quyền đấy, Chúng ta sẽ nói việc qua cấp bách, sự tình trong đại. Không người có thể đảm đương trọng trách như thế đều tự trở về viết điều trần, đem những chuyện lộn xộn xấu xa này toàn bộ đổ lên người trương công công, sau đó đưa tới chỗ uy quốc công. Nếu công công tất nhiên là thượng uy quốc công cố ý làm khó y, đâu còn thời gian quan tâm cá bé tôm nhỏ chúng ta. Diệp xuất ra ánh mắt sáng lên, ghé sát và lỗ tai của Phan chi Châu nói, Đại nhân, Kiều Tri Huyện, kế này khả thi đã nhân ngài lại âm thầm phái người mật báo lưu công công đã nói quan viên bá châu chỉ uy quốc công bắt buộc bị bắt tố giác hành vi phạm tội của trương trung cứ như vậy mà kệ uy quốc công lưu công công ai đắc thế đã nhân ngài đều nói mọi việc thuận lợi sừng sững không ngã rồi phản mạch ninh nghe như vậy thì cực kỳ vui mừng vui vẻ nói <laughs> hay theo kế sách của Kiều huân lệnh mọi người tự trở về viết điều trần sáng sớm ngày mai bản quan sẽ đem cung mời uy quốc công ra tiếp tục kê biên gia sản nghe tín hiệu ta ra lệnh các người cùng nhau tiến vào, thình nguyện tố giác, kính hiến điều trần. Chúng quan nghe vậy đều tự vui sướng, liên tục không ngừng chắp tay đồng ý. Sau đó đều vội trở về, nghĩ lại những chuyện không có tính người kia, trăm phương nghìn kế hết đồ lên người trương trung, chuẩn bị nhân cơ hội thanh minh cho bản thân. Mắt thấy chúng quan viên giải tán, và đại nhân vỗ vỗ bả vai nùng núc thịt của kiều tri huyện, cảm thán mà nói. Đường xa mới biết sức của ngựa, người ở lâu mới biết lòng người. Ngữ thủ huynh, một huyện cố an nho nhỏ, Thật là thiệt thòi cho đại tài của ngươi rồi. Tư khố quan niệm giống nhau, thư ký bên cạnh ghi chép giống nhau, hôm nay tốc độ kê biên tài sản rõ ràng nhanh hơn. Càng về sau tài sản châu báu được kê biên cũng càng đắt tiền, châu báu hôm nay lấy ra hình như đều là vật quý mà ảm phủ tích cóp những năm nay. Dương Lăng mặc dù không hiểu báu vật, nhưng cũng có cảm giác trong lòng ảm đông thần trường quan tăng phật cố Tăng phật cố là nơi khi hoàng gia kê biên gia sản của quan phạm tội, đem một ít vật vô cùng quý giá không dễ xử lý đến cất chứa quản lý. Ảm Đông Thần từ trong trang sức châu báu của những quan viên này lại một lần nữa chọn lựa đem một vài châu báu cực phẩm trộm về nhà, cho nên châu báu của ông ta cái nào cái đấy đều là thượng phẩm. Trong số những châu báu được xưng chân phẩm đấy đã không thua kém vật ngự dụng của hoàng gia rồi. Trước mặt Dương Lăng là một bộ trang sức hoàng kim 12 chiếc, chia ra làm kim châm, dấu tóc mai, đâm tâm, phân tâm, đỉnh châm, buộc tóc. Bên trên lại được khảm các màu đỏ ngọc bích, ánh sáng tươi đẹp, chiếu sáng rạng rỡ chế tác cực kỳ tinh diệu có thể nói là tinh phẩm đây thực là tinh phẩm chỉ là riêng trọng lượng tịnh vàng đã hơn 2 cân tuy nói là quý phi ra ngoài trên đầu đều mang tóc giả nhưng mà trang sức nặng như vậy nếu đội ở trên đầu dừng lăng nhẹ nhàng lắc đầu quan lớn nhỏ các huyện trấn bá châu quỳ đầy đất nhìn thấy quốc công gia lắc đầu cũng không biết là không đáp ứng thỉnh cầu phàn chi châu vẫn là chẳng đáng cho cái bộ trang sức vàng quý giá vương phi đeo cũng không nên đắt tiền hai bên lặng lẽ quan sát hơi có một chút xôn xao Hiện giờ là tường đổ, mọi người đẩy thêm. Tường của Trương Trung chắn gió đổ rồi, chẳng những đổ, hơn nữa rất có thể sẽ gây tai họa cho người khác. Vì thế những tên thường định bợ ông ta cũng không kịp thể hiện rõ lập trường, tranh nhau bước lên trước thể hiện lòng trung thành của bản thân. Sớ của bọn họ đều viết giọng điệu truyền cảm cuốn hút, đối trận tinh tế, chọn từ đặt câu hết sức hoa lệ. Trương Trung là người như thế nào phát rồi? Bọn họ làm quan địa phương lại làm thế nào lấy đại cục làm trọng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trong sớ biết toàn là than thở khóc lóc dốc hết tâm huyết quả thực đều có thể làm trung thần thanh quan cho hậu thế đáng tiếc bọn họ đốt đèn nấu dầu viết ra văn chương gấm vóc vì quốc công gia dường như căn bản không có hứng thú một trong tấu dày dày như thế hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn phan chi châu vẫn dõng dạc quốc công gia ngài là người theo hoàng thượng lại là không sai việc này liên quan tới trấn thủ trương trung bá châu ta và người khác chỉ xin sự giúp đỡ từ ngài mới có thể phản ánh với triều đình Dương Lăng thở dài, buông châm cài tóc kim phượng ra, nói Phản đại nhân, chuyện này các ngươi có thể trực tiếp trình lên hoàng thượng. Bồn quốc công lần này đi bá châu lại không phải là cha xét quản lý. Nếu ra mặt quản lý việc này, không hợp đạo lý à? Phan Mạch Ly vội hỏi, quốc công ra, chuyện này cũng chỉ ngài có thể quản được. Trương Trung là công công ty đệ giám, quyền cao chức trọng, gã ở bá châu ta quài ta quái, bọn ta phẫn nộ nhưng không dám nói. Hiện giờ Trương Trung tuy chết rồi, nhưng không để mặt tăng quốc và nề mặt phật những con lớn như hạt đậu hạt Vương, bọn ta còn có thể làm gì đây quốc công già nếu chịu ra mặt chủ trì đại cục mới có thể tố giác tội ác của trương trung bình ổn sự phẫn nộ của dân trung bát châu Dương năng thở dài một hơi cười nói <cười> xem mặt phật là phó tượng phật nào thế <laughs> các ngươi không cần che giấu ta biết người các ngươi sợ là ai ừ, bổn quốc công đương nhiên là không sợ y nhưng nếu trương trung là người của y vậy cho dù chết rồi cũng không phải dễ dàng lật lại như vậy trong quan trường, đạo lý một người vinh cả đám cùng vinh, một người tổn hại cả đám cùng tổn hại. Các ngươi đều hiểu được. <laughs> dạ dạ dạ, hạ quan hiểu. Câu cửa miệng này vừa thốt ra, mọi người lên biết là con dối tri huyện Kiều Đại Lão ra mở miệng. Quả nhiên, thân mình của Kiều hứa Thụ mập mạp ủi đến đằng trước cười nịnh nói. Cũng bởi vì như vậy, hạ quan và một đám đồng liêu mới nghĩ tới quốc công gia ngại đó. Quốc công gia yêu dân như con, ghét ác như Kiều. Quốc công gia cho dù không nghĩ cho chúng ta, thì vì vô số dân chúng chịu khổ bá châu, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn bỏ mặc đâu. Bọn ta tin tưởng chỉ có sự chiếu cố của quốc công gia mới có thể giữ được mây khuất trăng sáng tỏ. Để chân tướng được phơi bày rõ khắp thiên hạ. Con dối, tri huyện kiều ngữ thụ luôn luôn tôn sùng, cẩn thận cẩn thận, rất chú ý một lời đủ tổn thương thiên địa và một chuyện phúc đủ quyết định cả đời, một chức quang vinh suy yếu, một chức chỉ trích nặng nề. Hiện tại huyện dân chúng biến loạn Bát Châu có quan hệ mật thiết với y. Sự việc liên quan mật thiết đến an nguy của bản thân, lão không ngờ cũng kiếm được cách giải quyết chúng quan viên vừa nghe cũng kêu lên tầng bốc. đúng rồi đúng rồi quốc công gia là dương thanh thiên thiên hạ đều biết nha quốc công gia yêu dân như con ghét ác như kiều cương trực công chính trung trinh một lòng dương quốc công bình đồng ra sát tâm sáng như gương một thân chính khí thanh liêm thiên bạch ngọc trụ của đại minh cái trụ vàng quốc công gia ngửa mặt không hổ với trời cúi xuống không hổ với đất lòng dạ trong sáng hiên ngang lẫm liệt giúp đỡ chính nghĩa trừ bảo an dân ơi à, dừng 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 Dương Lăng bị đám này định hót lấy được cả người nổi ra gà. Thật sự là ăn không tiêu. Hắn bộ vụ đống sớ cao nửa người kia nói. Không phải bồn quốc công không chịu vì dân cứu giúp, mà là phải có chứng cứ rõ ràng. Nếu không bồn quốc công níu lấy một chấn thủ thái giám đã chết không tha, khó tránh khỏi bị người ta cho rằng theo dệt tội danh có mưu đồ khác. Cho nên mấy thứ các ngươi viết này chịu ép bức như thế nào, bị trưng trung áp bách như thế nào, làm trái lương tâm nghe lời ông ta, tâm lo triều đình như thế nào, những lời lo bách tính này sẽ không cần viết cho bồn quốc công xem. Ta biết các ngươi là chịu bức bất đắc dĩ, nhưng phải trình lên cho hoàng thượng. Muốn người khiến các ngươi lo lắng cơm miệng, phải có chứng cứ xác thực. Ta muốn chứng cứ, hiểu không? Thời cơ địa điểm, những người nào? Trưng trung hạ mệnh lệnh gì? Đã làm gì xảo trá? Vớ vét tài sản? Hành động ức hiếp lương thiện? Cổ chủ lai? Hiện tại nơi nào? Cái bồn quốc công cần chính là chỗ này. Chút tội trạng này, ừ, uhm, thực sự. Các người đều là quan phụ mẫu của một phương vụ án đều thẩm vấn qua đơn kiện cũng xem qua rồi chứ đem những sớ thể hiện lòng trung thành bề ngoài này về các người coi như là người viết đơn kiện cho bổn quốc công là được ta muốn chứng cứ rõ ràng các người hiểu chứ tì chức hiểu chứng quan viên hô vang ứng thuận chậm nửa nhịp sau chỉ nghe một thanh âm nói dạ 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 hạ quan hiểu ừ dương lăng hài lòng gần đầu chợt thoáng nhìn một đôi vòng tay vô cùng bắt mắt thuận tay lấy lại nhìn vòng tay là chế tạo từ mã não màu đỏ trong sáng vô cùng đáng yêu Phan Bạch Ly vội hỏi, quốc công gia, đây đối với vòng tay mạn não nào cũng là một loại cực phẩm. Mã não lại hồng ngọc, quỳ ngọc, xích ngọc, lấy màu đỏ làm chính tông, trong hàng châu báu có cách nói. Mã não không đỏ, một đời nghèo. Ngài xem đôi vòng tay này, trong vảy tươi đẹp có nét thanh tịch và đẹp đẽ kết hợp, cảm xúc ấm áp mềm mại giống như là điền mỹ ngọc từ trong ra ngoài trong suốt tuyệt diễm. Đeo trắng đẹp tự nhiên, tăng thêm sắc màu đẹp nha. Trong lòng Dương Lăng bờ động, Công chúa Vĩnh Phúc tính cách điểm tĩnh, mặc dù danh cao quý là ngự mội thiên tử, cách ăn mặc trang điểm cũng không phô trương. Làm ni cô, tuy là để tóc tu hành, trang sức trong cung lại không thể đeo được. Cái vòng tay mã não này thật ra rất thích hợp với tướng mạo khí chất của nàng. Ngoài ra chiếc vòng mã não ngọc tròn sáng này, nếu nghiêm khắc nói nó là vòng lần tràng hạt cũng có thể chấp nhận. Tặng nó cho công chúa Vĩnh Phúc, nàng nhất định rất thích. Hơn nữa là danh chính ngôn thuận. Dương Lăng nghĩ đến đây, thuận tay đưa vòng cất vào trong tay áo, hướng tới người thư ký gần đầu nói. Chuỗi hạt này không cần ghi đâu. Phan Bạch Ly thấy quốc công ngay trước mặt y lấy chuối hạt, tuy nói không phải là vật vô cùng đắt tiền, ít nhất nói rõ như thế là không phải, không coi những người này của mình là người ngoài. Phan Chi Châu trong lòng vui mừng vội hỏi, nhất định sắc xuân phiền lòng đến, hoa rơi đầy đất đỏ vài khoang. Ha <laughs> ha, rơi đỏ đầy đất, sắc xuân phiền lòng, hải đường trải qua vũ son, đó là thừa nhận ngọc châu đỏ này rồi. Cô công gia có con mắt rất tốt, rơi đỏ đầy đất, vì Phan Chi Châu làm sao nói cái gì cũng có thể nhắc đến chuyện liên quan đến tà dâm, dừng Lăng nghèo mắt liếc mắt y một cái đã thấy vàn mạch ly nghiêm trang không khỏi thầm kêu một tiếng hổ thẹn ai à, lần này hóa ra là ta nghĩ sai hành dinh không sai nơi ở của dương lăng độc viện của dương lăng có phòng trái phải được một bờ tường thấp ngăn cách ở giữa có một cửa hình trăng phòng bên trái là phòng ngủ của thân quân tùy tùng vệ thống lĩnh tống tiểu ái bởi vì nàng là nữ nhân cho nên chỗ này trong phủ quan minh đều phải tránh xa dương lăng trở lại hành dinh không có vào phòng mình lại dạy phía bên trái, đi đến chỗ tống tiểu ái ở. Ngoài cửa hình trăng có hai thị vệ đeo đao gác, tiểu vệ bên trong không có người, dừng làng khoát tay. Lệnh vài cái thân minh đợi ở bên ngoài, chỉ dẫn cho đại bồng trùy đi thẳng vào. Vừa mở cửa, vốn là trong tiểu đâu của nữ nhân thiên hạ, lại là bốn thị vệ đeo đao hộ vệ, nghiêm nghị đứng ở cột trụ hành lang. dưng làng cũng không đáp lời, ngựa quen đường cũ, thẳng lên đầu hai. Đi đến trước một gian phòng ngủ nhẹ nhàng đầy, bên trong nghe tiếng lập tức đón tiếp hai thị vệ, thấy dưng Lang tới bộ chặt tay. Quốc công. dưng Lăng gật đầu, ngẩng đầu nhìn vào trong. Đây là một gian phòng khách bình thường, phân buồng trong ngoài, chỉ là hiện tại cửa sổ đều đã bị người đóng đinh từ bên trong. Bên trong phòng tĩnh lặng, trên giường có một người đang nằm nghiêng hướng vào trong ngủ. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hóa ra là Tống Tiểu Ái được báo vội vàng chạy đến. Dừng Lăng hơi vuốt cằm, sau đó thả nhẹ bước chân đi vào phòng, bước thong thả đến bên giường, lặng lặng đứng thẳng, một lát cười suy nói. Công công ung dung bình tĩnh, rất có phong độ đại tướng, vẫn còn ăn được ngủ được, khâm phục khâm phục. Trên giường người nọ hô một chút ngồi dậy cười lạnh nói, Hả, đã vào nhà quốc công gia, ta còn có gì phải sợ đây, đương nhiên là ăn được ngủ ngon. Gã xê dịch đến bên giường tức giận đứng lên nói, quốc công gia, ta ở trước mặt ngài tuy rằng thân phận thấp kém, có điều hiện nay là trấn thủ bá châu, quốc công gia đem chúng ta lén bắt lại, giam giữ tại đây, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ngươi đường đường tuy là quốc công, tự ý động hình phạt riêng, giam không sai chấn thủ đó là tội chết khó thoát dương lăng khẽ mỉm cười quay người ngồi xuống bàn bên cạnh nói đem người nhốt trong quân doanh hai ngày vốn tưởng rằng sự nóng giận này cũng sẽ tiêu tan không ai ngờ vẫn kiêu ngạo như vậy không tệ ngươi là chấn thủ bá châu quân bá châu đều ở trong tay ngươi có thể nói là quyền cao chức trọng tuy nhiên nếu không như vậy ta vẫn lười động tới ngươi vì sao bắt ngươi <laughs> trương công công cha nhẽ một chút cũng không đoán ra ư Trương Trung vừa nghe, ra mặt không khỏi căng thẳng. Ngày ấy tự xưng là Giang Đại Du Kích, địch vạn người. Khi tới cửa dưới lầu, dáng vẻ bề vệ kiêu ngạo giống như sự ngang ngừa của con cua. Không ngờ một viên gạch ném ra, y liền sợ tới mức chạy trối chết. Trương Trung ngồi trên lưng ngựa cũng tức giận tới mức muốn mắng mẹ đó. Cậu mày Giang Bân tuy rằng chạy thoát, lại không bỏ ông ta lại, mang theo ông ta một đường chạy như điên, cuối cùng thoát khỏi dân chúng điên cuồng. Trong lòng Trương Trung rộng lượng đang muốn phong quan, hứa hẹn khen thưởng, nhưng vẫn chưa xong đâu. Sau cái ông ta bị đánh một cái đau điếng, khi tỉnh lại thì đã bị nhốt trong quân doanh. Bất kể ông ta chửi bới như thế nào, quan binh trong coi chỉ là dạ câm điếc, không một lời đáp trả. Trương Trung giống lên hai ngày cũng mệt mỏi không có sức lực. Nhưng trong lòng cũng mãi đoán không ra. Du kích tướng quân mới đến này, rốt cuộc có dụng ý gì? Mãi đến đêm qua, lại bị người bí mật đưa đến chỗ ở của Dương Lăng nhìn thấy vị nữ tướng quân từ trước đến nay như hình với bóng của dương lăng trương trung mới bừng tỉnh ngộ biết là chúng kế của người ta rồi ông ta cười lạnh một tiếng cũng nghênh ngang đến trước bàn ngồi bên cạnh dương lăng ngượng nghịu cầm lấy cái chén tự rót trà cho mình cười dài mà nói cua <laughs> công già ngay không phải là vì đối phó liêu cầm công chứ <laughs> muốn chị ta để đối phó với liêu cầm, cầm. công cua công già cho dù ta có cái gì thì nói cái đó ngài có cảm thấy có khả năng không Đương nhiên là không thể, nhiều lắm xem như dùng người không tốt thôi. Những chuyện khác lưu cần đầy lục nhị ngũ, bồn quốc công cũng không làm gì được y. <laughs> ha ha ha, ha. Trung phát ra một trận cười to điên cuồng. Quốc công ra, ngài nói đúng phân nửa, ngài không làm gì được lưu công công thì có thể làm gì được ta đây. Muốn trị ta, tội danh gì chứ? Dân chúng bá châu biến loạn đó là điều dân kích động. Huyện anh cố han trị hạ không nghiêm, bồn trấn thủ phụng chỉ thu thuế vì triều đình khom lưng tận tụy có tội gì đây ông ta phe phẩy hai chân bắt chéo dương dương đắc ý nói muốn làm cái trấn thủ này của ta dù sao cũng phải có người chứng vật chứng nhỉ quốc công gia quan huyện không bằng hiện quản khi ta còn sống ở đó trên dưới bát châu ngài cũng tìm không thấy một cơ hội thích sơ hở nào liễu công công biết chuyện cũng sẽ ở trong kinh bảo vệ ta <laughs> hiện tại triều đình thiếu gì nào thiếu tiền Uy có công vô duyên vô cớ chỉ một kẻ tuân theo pháp luật, một chấn thủ thái giám vì triều đình tận lực đóng thuế, chỉ cần lúc quốc công ra hiệu một tiếng, thiên hạ các nơi chấn thủ ai nấy sợ hãi lời nhắc. Thế triều đình thu không được, đến lúc đó không biết quốc công gia phải thu xếp như thế nào. Chào ơi! Khi đó, chính là quốc công gia ngài phải mang kiệu lớn kiệu mời ta rời núi. Ta cũng phải suy nghĩ nữa đó. Trường trung càng nói càng vui vẻ, chân bắt chéo, dung càng có lực hơn. Đừng dung nữa. Hả? Dương Lăng nói đầy thấm thía. Nam dung chân nghèo nàn, nữ dung chân ti tiện. Người không phải nam không phải nữ. Dung vậy lẽ nào là kẻ ti tiện nghèo hen? Phụt. Tống tiểu ái phì cười, vội vàng quay đầu đi. Hai vai còn đang không ngừng run rẩy. Người. Trương Trung sắc mặt như máu gà, bỗng nhảy dựng lên. Dương Lăng thản nhiên nói. Những điều Trương Công Công nói này là sẽ không xảy ra. Bởi vì trấn thủ thái giám bá châu Trương Trung đã chết rồi. Cái gì? chương chung mặt quét địa một chút từ màu đỏ biến thành trắng bạch. thân mình co rúm lên bỗng nhiên nhảy dựng lên nói người điên rồi ta bảo ngươi có ân oán cá nhân gì Bà châu du kích biết ta không chết dưới trướng y rất nhiều tên lính biết ta không chết còn ngươi nữa ngươi bọn họ rất nhiều rất nhiều người đều biết rằng ta không chết ngươi bây giờ không chết được bọn họ ngươi có thể đảm bảo bọn họ cả đời một lòng với ngươi chỉ cần một người để lộ tin tức nói đường đường uy quốc công ám hại trấn thủ địa phương chỉ sợ ngươi chịu không nổi vội vàng bỏ trốn Dương Lăng không để ý tới ông ta. Tiếp tục nói. Bá Châu chấn thủ chết rồi. Là chết trong lúc dân biến loạn. Bá Châu gần kinh phòng thủ, nơi đây lại xảy ra chuyện dân chúng biến loạn. Tại sao? Triều đình nhất định sẽ tra cứu, cũng nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Chứ công công không chết là có thể một tay che trời. Sau đó tìm kẻ đáng thương chịu tội thay thế. Chứng cứ phạm tội nhất định là không chút cái hở, không gì công kích được. Đáng tiếc à, người đã chết rồi. Người khác không có bàn tay có thể che trời quan viên bát châu lấy gì tự bảo vệ mình trương trung im lặng ông ta cười lại ngồi xuống không hề để ý đến nói thì đã sao ai dám dậu đồ bìm leo đối đầu với ta chính là đối đầu với lưu công công đánh chó còn phải xem mặt chủ coi như là ta chết rồi cũng không phải là đồ phế phẩm có thể chọc được đâu dương lăng chấm chóp mũi mình nói bọn chúng không dám ta dám mà. ta chẳng những dám đánh chó ta còn dám đánh chủ nhân chó nữa nếu ta Uy có công thay bọn chúng ra mặt, đem tất cả lôi kéo về người ta. Người nói bọn chúng có thu thập đủ loại tội trạng của ngươi, trình báo lên để bọn chúng có thể tự rũ sạch những gì dính dáng đến ngươi không. Ngươi còn sống, lúc cần vì mua lòng người, còn phải liều mạng bảo vệ ngươi. Ngươi chết rồi, lại có một đống tội trạng xác thực. Người nói lưu cần vội vàng phân rõ quan hệ với ngươi, ném thêm hai viên đá to vào cái giếng của ngươi, hay là liều lĩnh giữ gìn danh dự cho trương tiêu bì ngươi. <laughs> ta đương nhiên sẽ không động thủ giết ngươi. Để khi người trong thiên hạ hết thầy cho rằng ngươi đáng chết ta mới giao ngươi ra dương lăng từ từ nói ai đấy đều biết rằng bây giờ ngươi chết rồi thực ra ngươi không chết ai đấy biết rằng khi ngươi chưa chết <laughs> thực ra ngươi đã chết rồi trương trung sắc mặt vàng vọt mồ hôi từng hột rơi xuống dương lăng thấy thế một bên châm trà một bên bắt chéo chân khoái trá rung lắc. ừ. <laughs> tống tiểu ái một tiếng ho nhẹ dương lăng ngẩng đầu nhìn sang chỉ thấy tống tiểu ái một đôi sóng mắt đen nhánh từ trên mặt hắn vừa truyền sau đó bỏ đi trên mặt tỏ ra vẻ nửa cười nửa như không cười dương lăng hiểu ý phản ứng chừng mắt nhìn nàng bỏ chân xuống qua hồi lâu trước trung cười quái dị một tiếng khàn giọng nói người nếu không phải vì đối phó với lưu công công tại sao phải làm khó dễ ta vì dân chúng dân chúng là cái gì đáng để ngươi sử dụng tâm cơ hơn nữa ngươi cho rằng ta bị giết rồi dân chúng ba châu liền có sống tốt hơn người có biết quan viên trên dưới bá châu có bao nhiêu người tham ô hủ bại không dương lăng khẽ cười nói giết người có lẽ không có tác dụng này nhưng có người cảnh cáo trước đó người đến sau chắc chắn sẽ biết rè chừng định kẻ bề trên có thể tinh táo cảnh giác cuộc sống đám dân chúng sẽ không biết dễ dàng được bao nhiêu dương lăng bùi ngồi thở dài nói um. thực ra điều dân chúng yêu cầu thật sự không nhiều thật sự không nhiều huống hồ tham quan ôn lại bá châu bồn quốc công cũng phải nghiêm khắc trừng trị dương lăng hất tay đại bồng trụy bê chồng công văn dài đi đến nhẹ nhàng đặt lên bàn dương lăng cười dài nói đây là lúc bọn quan viên tố giác trấn thủ ba châu ngươi vơ vét tài sản cùng tội trạng hãm hại dân chúng nợ máu hút trời tội lỗi chồng chất đây chỉ là hôm nay nhận được phòng trường ngày mai ngày mốt sẽ càng có nhiều đơn tố giác được trình lên dương lăng vỗ vỗ xếp công văn kia nói chưa công công những hành vi phạm tội này có thời gian có địa điểm có người chứng có vật chứng bồn quốc công chỉ cần lấy ra một phần ba đưa đến trước mặt hoàng thượng chính là đem người chém thành trăm ngàn mảnh cũng khó tiêu tan tội nghiệt trương trung trên má một trận co giật khá khen cho một bầy chó bọn chúng bọn chúng đem tất cả hành vi phạm tội hết tài đổ lên người ta chết tiệt có thể đổ với như vậy ư bọn chúng chưa từng làm việc đê tiện sao dương lăng tùy ý mở ra một tập nói gian thần trương trung vào tháng 6 năm chính đức thường thuế ở thủy lộ ngăn chặn thương thuyền đường bộ chặn tiểu thương sao trá bơ vét tài sản đoạt được đều nhất vào túi riêng Thường dân tiếng oán than dậy đất việc này hạ quan triệu nhất và các dịch đinh đều có thể làm chứng hạ quan còn có thể tự mình đến cảng tìm thương nhân bị hại Nói láo, nói láo, Trương Trung giật mình, giận tới mức run run. Triệu nhất, triệu nhất, chú ý này chính là y nêu ra. Đi đầu ngăn chặn thủy bộ tiểu thương cũng là y. Ngân lượng thu được ta chỉ được một phần ba, y lại chối tội một cách bản thân trong sạch như vậy. Hạ quan tuần kiểm ti mực linh hưng, tố cáo gian hoạn Trương Trung phụt. Trương Trung sắp tức điên rồi, lớn tiếng hét lớn. Tuần kiểm ti... Tên tuần kiểm ti nho nhỏ ta căn bản không để trong mắt, mà chúng ngay cả tư cách đến cửa lớn ta đứng một lát cũng không có. Từ lúc nào sơ hở ta rơi vào tay bọn chúng rồi. <laughs> thật muốn dắt vàng lên mặt dương lăng mỉm cười nói bọn chúng không phải là tự mình dắt màng lên mặt chừng chung người hiện tại là nỗi lo bọn quan viên là trốn không kịp cũng không ai nguyện dán ngươi lớp vàng này bọn chúng chẳng qua là nhân cơ hội đem việc bẩn thỉu của bản thân hết thảy đầu lên đầu của ngươi mà thôi Trưng chung ngẩn ra hồ nghi nước mắt nhìn dương lăng hỏi ngươi có ý gì dương lăng thản nhiên cười nói Những tội trạng này, những cái nào là của ngươi, những cái nào là của những tiền quan bẩn thỉu kia phạm phải, Người đương nhiên trong lòng biết rõ, cũng nhất định lấy được chứng cứ phản lại. Cho nên ta lấy ra những hồ sơ vụ án này, chính là hy vọng mượn trương công công ngươi một đôi mắt tinh thường, phân biệt rõ trung thần gian thần tốt xấu. Trương Trung ngẩn ngơ, trong mắt đột nhiên thả ra hào quang hưng phấn, run giọng hỏi, ta, ta thô giác những tên tham quan đó. Quốc công gia đồng ý bảo vệ ta vô sự sao? Dương Lăng ung dung cười nói, nếu như bọn họ là một đám lang sói làm hại bá châu, Trương Trung ngươi chính là con hổ bá châu tai họa lớn nhất. Nếu ngươi đều có thể miễn tội, còn có người nào không thể miễn tội <laughs> Trên chúng ta chỉ vào dương lăng cười ha ha người người cho là ngươi là ai ngươi muốn lấy đầu ta còn muốn cho ta giúp ngươi dọn sạch quân lại bá châu đem bọn tham quan từng tên từng tên một lôi ra thành tựu đều là chiến tích vĩ đại của uy quốc cả ngươi ta nhổ vào ngươi đúng là điên rồi ta không có điên ngươi cũng không dương lăng đứng lên bình tĩnh mà nói trên đời này có một loại người thú vui của hắn không phải có thể trợ giúp bao nhiêu người nhìn thấy bao nhiêu người vui vẻ mà lại có thể hại bao nhiêu người nhìn thấy bao nhiêu người thống khổ người khác thống khổ hơn hắn hắn liền cảm thấy sung sướng loại người này giống như con giòi trốn trong khe cống ngầm không nhìn thấy ánh sáng trộm phát hiện một chút cơ hội liền leo ra dọa người khác một chút nếu người khác làm chuyện có lỗi với hắn càng là nhớ hận cả đời đòi lại gấp trăm ngàn lần loại người này gọi tắt là tiểu nhân người chính là tiểu nhân một tên tiểu nhân không hơn không kém Ngươi đương nhiên không muốn giúp ta, nhưng người càng không cam lòng tự mình gánh bắt tất cả tội danh, lại khiến cho những người đó ăn ngon mặc đẹp, kiêu thê đẹp thiếp. Bọn họ sẽ không nhớ cái tốt của người. Về sau khi nhắc tới ngươi còn muốn phì một tiếng thể hiện mình trong sạch. Tiếp tục yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trương <laughs> Trung, loại người giống như ngươi làm sao có thể chịu được người khác có chuyện tốt như vậy? Chỉ sợ làm quỷ ngươi cũng khẽ không cam tâm đâu nhỉ? Dương Lăng đem đống hồ sơ kia đầy quá trước mặt gã, thản nhiên cười nói: Người nói rất đúng. Nếu ngươi không giúp ta thì ta không cách nào phá được mạng lưới quan hệ quan viên bá châu nhiều năm dựng lên. Một lưới bắt hết bọn tham quan này, bọn chúng vì thế mà nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật được sống tôn vinh phú quý. Những công văn này ta để lại đây. Ngươi có thể xem kỹ. Sau đó ngươi tự mình quyết định. Ngươi xuống địa ngục, bọn chúng sống trên thiên đường. Hãy để cho bọn chúng cùng ngươi xuống địa ngục. Dương làng đi đến bên cửa, đột nhiên quay đầu lại nói một câu. Trương Công Công, đừng quên, ngươi là một tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ giống như dáng vẻ của một tiểu nhân, nhất thiết đừng để cho ta thất vọng. Trương Trung tức giận nắm hai quyền công văn ném ra ngoài, mảnh giấy rơi đầy đất bên trong lập tức hóa thành bươm bướm giấy bay lượn. Dương Lăng cũng không ra ngoài, Trương Trung điên cuồng hét lên một tiếng, quay người nắm lên một quyền công văn dùng sức xé, xé rách vài cái ông ta bỗng nhiên thở hào hển dừng lại. Hây, hây, bọn chúng hại ta, bọn chúng để cho ta chịu tội thay, để cho ta thay bọn chúng chịu tội. Bọn chúng tiếp tục được hưởng thụ vinh hoa phú quý. Giờ vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trừng trùng nghĩ đến những kẻ đồng hành cùng ông ta vẫn đang yên vị quan lớn, được cưỡi tuấn mã mà ông ta khả năng bị bầm thây vạn mảnh. Ngay một phần cũng không có nổi một cái, trong lòng nhất thời khó chịu như mèo cào. Ta là thái giám, ta chỉ một mình, rơi đầu tuy là cái bắt dứt. Bọn chúng đều có vợ con già trẻ, nếu hành vi phạm tội được tố giác, bọn chúng nhất định thống khổ hơn ta nhiều. <laughs> Muốn hại ta chịu tội thay, còn không biết ai hại ai đó. Ta thống khổ, liền nhất định phải làm cho các ngươi thống khổ hơn ta mười phần. Trương Trung cầm lấy hai tay công văn rơi trên đất và vàng lật xem mấy hàng, liền tức giận bừng bừng phấn chấn hét lớn một tiếng, lại mở ra một quyền coi vài tờ, liền gầm thét mắng vài câu. Ấm trà chén trà bàn ghế đều bị ông ta quẳng lung tung lộn xộn, hai tên thị vệ chỉ là ôm cánh tay đứng gác thở ơ lạnh nhạt từ đầu đến cuối không nói một câu. Cuối cùng Trương Trung phù phù thở hào hển ngẩng đầu lên, hai con mắt màu đỏ hung tợn nói với hai thị vệ: "Hai, hai, tìm cho ta hai gia sư để ghi chép lại." ta phải xem từng quyền một, từng cái báo cáo một, làm cho tất cả bọn chúng cùng ta xuống địa ngục. Trương Trung nghe răng nanh trắng hiếu đã lâm vào trạng thái nửa điên cuồng. Hơi, hơi, đến đây, đến đây. Xem ta có bao nhiêu người cáo buộc ta. Ai muốn cáo ta, ta liền cắn người đó. Ha, 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 Bá Châu tạm thời yên ổn. Chúng bách tính trong tháng riêng nơi nơi đánh dẹp giả thần giả thánh. Giữa theo sổ ghi chép tiền nhang đèn mà đến quan phủ thu hồi tài sản. Một trận ở mỹ vừa mới dừng lại. Tiếp theo đó lại là vụ bắt bỏ ngục hơn 100 tên quan viên nước Đại Thuận ở Trấn Thắng Phương, sau đó lại là dân biến Cố An đánh chết tay giám trấn thủ Trương Trung. Hiện tại phía quan phủ không có bất kỳ phản ứng nào. Chúng mách tính biết không biết triều đình đối phó với dân biến như thế nào, phố xá hoàn toàn yên tĩnh, nếu không có việc gì thì rất ít người ra ngoài. Đến nỗi khi quan phủ tuyên bố loạn dân đoàn trường Trấn Thắng Phương, còn gọi là triệu vận hưng yêu ngôn hoặc chúng tự xưng đập đế tội ác tài trời phán quyết trảm thù cái gọi là thượng thư lục bộ tà hữu thừa tướng và đại tướng quân thì xung quân đến cát bật vệ những người còn lại thì mù quáng tin theo được phóng thích bất kể là tràm thù ở chợ tây hay là một đoàn xe tù lộc cọc chạy ra khỏi bá châu đều không có mấy người dám đi xem đây cũng là tránh cho vương mãn đường xấu hổ vương gia chỉ phái lão gia nhân mang theo chiếc kiệu nhỏ yên lặng đón nữ nhi về nhà đã ra tháng riêng những quan viên lớn nhỏ của các huyện trấn xung quanh chạy đến bát châu ngược lại càng chăm chỉ những động tính lạ thường này lương hồng không phải hoàn toàn không biết gì cả huống chi việc quan viên bá châu tố giác hành vi phạm tội của trương trung dương lăng căn bản cũng không muốn giấu giếm ông ta lương hồng lập tức ghi lại rõ ràng rành mạch tình hình liên quan đưa thư đến kinh thành cấp báo lưu Cẩn. lưu Cẩn hiện tại đang phiền lòng về việc của nội sưởng lưu Cẩn nắm được quyền lớn trong triều trong tháng riêng ở nhà thu vào nhiều đấu vàng nét vui mừng nơi đầu mày cuối mắt vẫn chưa tan đi đám hoàng thân quốc thích cũng vui sướng hớn hở đến nhà chẳng qua không phải đến tặng quà mà là mỗi người đều cầm một phần khế ước đã ký với nội sường sung sướng hăng hái đến lãnh tiền lãi lưu cần bắt đầu không cho là quan trọng vẻ mặt tươi cười đuổi những quý nhân này đi nói là kinh doanh càng làm lớn kết toán sổ sách phải mất hết mấy ngày bảo họ vài ngày nữa hăng đến sau đó liền dặn người đến nội sường bảo la tường nhanh chóng thanh toán các khoản ngờ đâu nội sường vừa kết toán lại thu lộ rất nhiều căn cứ vào đám phế vật kia tra xét sau đó thì không tìm được một chút sự cố nào trong chứng vụ Lưu Cần tức giận thờ hồn hển, vội đến nội sường đích thân đóng giữ, cần cấp triệu kiến Ngô Kiệt đang cáo bệnh ở nhà. Ngô Kiệt lại nghe lời, vừa gọi đã tới. Lão già này chưa đầy hai tháng dưỡng bệnh đến mức tinh thần sáng láng, vẻ mặt hồng nhuận, dường như còn béo lên một tí. Có điều người ta nói mắc bệnh phong thấp, cho dù khí sắc tốt, dáng người béo thì người có thể nói gì chứ? Lưu Cần dẫn đầu một đám đương đầu mới nhậm chức của nội sường chất vấn bị ngu sừng đốc này một phen. Ngô Kiệt không chút hoang mang, chậm rãi nói, nói lưu loát chuyện làm ăn với bọn họ đầu tư ban đầu sản xuất ở giữa tài sản vô hình gì đó có một số câu là vô vịnh nói có một số danh từ mới tất cả đều là lúc trước dương lăng dạy cho ngọc đường xuân và tuyết lý mai lại chuyển qua dạy cho trứng phòng trong nội sường. ngô kiệt trời là mưa dầm thấm đất tuy nói ra được nhưng mà lại không hiểu ý nghĩa của nó bản thân ngô kiệt còn không hiểu lại dẫn dạc trơ cháo giáo huấn đám người lưu cần lời nói bậy bạ nói nhăng nói cuội nghe nói đến mức lưu cần và một đám đương đầu không học vấn không nghề nghiệp trong nội sườn thì đầu óc choáng váng vốn dĩ bày ra tư thế muốn giao huấn ngô kiệt một phen lần này lại tự mình lộ ra sự sợ hãi trước lưu cần đành phải đổi thành bộ mặt tươi cười dâng trả ngon mời ông ta ngồi xuống khách khí nói ngô sực đớp chúng ta nghe nói ban đầu khi thành lập xưởng thì một ngày vào một đấu vàng sao mà khi chuyển vào trong tay ta thì lại phải bồi tiền vậy ngô kiệt vành chân bắt chéo thần bí nhìn hai bên một chút lúc này mới hạ thấp giọng nói công cộng, trong này có môn đạo đấy tao nói ra ngài cũng đừng nói với bên ngoài Bằng không đám hoàng thân quốc thích vừa rút vốn thì việc buôn bán của chúng ta phải bồi thường hoàn toàn đó. Lưu Cẩn vừa nghe phải bồi thường tiền, ra mặt không khỏi căng thẳng, vội cúi người qua, giống như là trẻ con học hỏi vậy, vừa cung kính nói: "Mời Ngô Dừng Đốc nói thẳng, ta vẫn bây giờ là người một nhà rồi, người trong nhà chúng ta nói chuyện sẽ không để cho người ngoài nghe được." Một đống đương đầu thân tín cũng vụ một tiếng vây quanh lại, yên lặng vành tai nghe. Ngô Kiệt lúc này mới nói một cách bí hiểm, Công công có biết vì sao việc làm ăn của nội sưởng chúng ta vừa khai trương liền có nguồn tiền cuồn cuộn? Những vị hoàng thân quốc thích bao gồm hoàng thượng, hoàng thái hậu, mấy vị công chúa phò mã, còn có công gia hầu gia đầu tư cổ phần đều kiếm được một số lớn không? Lúc cần lắc đầu như chống bỏi nói, Ê, không biết nha, nếu ta biết thì việc gì phải hỏi ông chứ. <laughs> Ngô Kiệt cười gian ba tiếng, hạ thấp giọng rồi mới nói, Công công, Ngài nói xem chúng ta một không trộn, hai không cướp, làm gì có chuyện tháng trước vừa mới khai trương, tháng sau liền chiêu tài bảo vào chứ, căn bản là không thể nào đâu. Lúc cần xuất ruột, không thể nào, không thể nào, thì làm sao những hoàng thân quốc thích đó lập tức chia tiền chứ? Từng bó, từng bó lớn vàng thật bạc trắng đó, không thể ra dạ được đâu, ông nói sao đây? Ngô Kiệt Đào cặp mắt trắng dã dạ nói, đây không đơn giản đâu, đập tường đông sửa tường tây đó. Ngô Kiệt dám vẻ chân thành nói, Ê, công công, Việc mua bán tuy nói là nội sở chúng ta quan tâm nhưng mà nếu muốn đánh tiếng chiêu bài, mời trao đầy đủ, ổn định khách quen dù thế nào thì cũng cần thời gian 2 năm. Đến lúc đó chúng ta ngồi yên trong nhà, chiêu tài tiến bảo rồi nhưng mới bắt đầu thì chúng ta không được đâu. Tài chính của chúng ta không đủ, lại rất cần tiền, lại cần làm cho hoàng thượng, đám hoàng thân vui vẻ, yên tâm thì làm sao bây giờ đây? Dương Sưởng Đốc, à không không không, là Dương Quốc Công, hay dùng tiền mà đám hoàng thân quốc thích đến sau đầu tư cổ phần, đưa cho đám người đầu tư ban đầu coi như là tiền lãi, hơn nữa nói với bọn họ đây là tiền buôn bán kiếm được, thế là việc chia mộ đã được đánh tiếng rồi, sẽ có càng nhiều người vội vã tới đưa tiền cho chúng ta. Chúng ta tay trái vào, tay phải lại ra, cứ như vậy đám người đó ngây ngốc không nhìn ra được, đều cảm thấy nội sườn chúng ta thần thông quảng đại. À, chúng đứng đầu mặt mày hớn hở, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải chúng ta vô năng, mà là dương lăng rất giả hoạt. Lúc cần vừa nghe thì ngay cả cổ cũng to lên. Phùi đất một chút đứng lên nói, đây không phải là tay không bắt sói sao? Ở Mỹ cả nửa ngày lại là thần tài qua đường sao? Bây giờ, người chịu đầu tư cổ phần cũng đã đầu tư rồi. Người có thể lừa cũng đã lừa kha khá rồi. Vậy ta phải làm sao bây giờ? Xuyệt! Cơ mật của nội trưởng. Ừ, ừ, cơ mật. Lưu Cần vội ngồi xuống thấp giọng nói. Bây giờ ngươi có thể lừa, thì đều bị lừa cả rồi. Hiện giờ đám hoàng thân quốc thích tìm ta đòi tiền lãi. Ta lấy gì thay tên họ dương nó trả tiền đây? Không được không được, ta không ăn quả bồ hòn này đâu, ta phải nói rõ tình hình cho chủ nhân biết, bà bọn họ tính nợ với rừng làng đi, ta không gánh trách nhiệm thay hắn được. Ngô Kiệt vỗ đùi nói, Ơi, công công, cái chậu này ngoài ngài, không ai không ai bác được đâu. Lưu Cần trợn mắt nói, Sao, sao lại không được, ai dám áp bức ta? Ngô Kiệt vuốt râu nói, Ừ, um, đầu tiên, đây không phải là món nợ của Dương Quốc Công mà là món nợ của nội xưởng ngài bảo bọn họ đi tìm dương quốc công vậy không được đâu hơn nữa việc buôn bán của chúng ta cũng sắp bắt đầu kiếm được tiền rồi ta nghĩ đầu xuân thì bắt đầu có doanh thu rồi đến cuối năm thì có thể tài nguyên cuồn cuộn bây giờ nói rõ tình hình nói chúng ta lừa các vị đấy chúng ta chưa kiếm được tiền đâu vậy tức là lúc trước lấy tiền của người ta rồi gạt họ những hoàng thân quốc thích này vừa trở mặt chắc chắn sẽ rút lại tiền chạy lấy người như vậy công công vừa mới tiếp vào nội xưởng thanh danh đã bị hao tồn không nói những chuyện khác chỉ có trên dưới mấy bạn miếng ăn của nội trường ta, tiền lương mỗi tháng sau này lấy đâu ra? Đây chẳng phải là gà con vừa mới nuôi đến khi biết đẻ liền bị chúng ta làm thịt sao? Lưu Cẩn nghe thấy rất có lý, ông ta sợ cái cảm nhận bóng, hỏi Vậy Dương Lăng vốn định làm thế nào? Hôm nay nếu hắn còn trường hòa nội sườn cũng sẽ gặp phải tình cảnh này, lẽ nào không có biện pháp nào cả sao? Ngô Kiệt buông tay nói chỗ này tí chức ngu dốt, công công biết không? Tí chức vốn chỉ là đại đương đầu, chủ yếu phụ trách huấn luyện tham mã trinh sát mà đây quả thực không phải là sở trường của tí chức, Lúc trước thì chức cũng từng hỏi Dương Quốc Công, ngài chỉ khẽ mỉm cười nói, Hừ, người cứ việc yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế. ti chức nghe xong cũng không hỏi nữa. Bây giờ, bây giờ làm sao? Thì chức cũng không biết. Lưu Cần nghe vậy thì giật mình hỏi, Vô Vĩnh đâu? Chẳng phải y vẫn phụ trách kinh doanh sao? Chúng ta tiếp còn nội xưởng hơn một tháng, sao y còn chưa về đây bái kiến chứ? Công công, ngài cũng biết cuối năm kế toán sổ sách nha. Chúng ta chỉ biết đánh biết giết, ai biết việc này chứ? Toàn bộ đều dựa vào Vô Vĩnh bôn ba khắp trốn thôi. Bây giờ còn hai khoản sổ sách của hai phủ đạo chưa tra xong, hắn cũng sắp hồi kinh rồi. Ngô Kiệt dừng lại một chút lo lắng nói. Công công, hiện giờ nội sường ta còn một điểm quyết định đó, vượt qua được thì thuận buồm xuôi gió, không vượt qua được thì không chỉ là mất mặt xấu hổ thôi. Một đồng tiền có thể làm có anh hùng hào hán mà. Nội sường chúng ta trong ba sưởng một vệ từ trước đến nay đều là nhất chi độc tú, bây giờ có thể đứng bước hay không, hoàn toàn dựa vào ngài đó. Ở đúng vậy đúng vậy, công công ngài phải nghĩ ra biện pháp nha. Hoàng đế chưa từng để binh đói nha, không có bạc chúng ta làm sao chỉ huy mấy vạn bộ hạ đây. Chúng đứng đầu cũng đồng thanh kêu lên. Lưu Cần là một nụ cười còn khó coi hơn cả cóc nữa nói. Ê, các ngươi đừng sốt ruột. <laughs> chút việc nhỏ ấy làm khó được ta sao? Ừ, mấy ngày nay Ngô Sừng Đốc xem xét một chút, xem thử thiếu nhóm hoàng thân quốc thích bao nhiêu bạc, tính rõ sổ sách. Ta tự có cách của mình. Ngô Kiệt mừng rỡ bật ngón tay cái lên khen. Cầm công công quả thật là thần nhân vật. Trong lòng thi trước hoàn toàn không có đầu mối, trên dưới nội sườn lòng người bất ổn, có những lời này của công công, lòng quân kiên định nha. Lưu Cần cười gượng hai tiếng, các người bận rộn rồi. Sau khi tính sổ sách xong thì cho ta con số. Nói xong đứng dậy bước đi. Ngô Kiệt vội lại dài công kính công cân. Lúc gần yên lặng nháy mắt với la tường sau đó khoa tay nói Miễn đi. Các người bận rộn không cần tiễn nữa. Nói xong đi ra ngoài trước. la tường vội yên lặng đi theo sau. Quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi hết tập 165 của Ngược về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 166.